Hello cả nhà. Rồi, em lên vài con trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Một em đồng hồ Casio cổ size 37 chưa nấm niềng xoay. Ở đằng sau còn nguyên tem luôn. Em bán cả nhà là 550 bao ship nha. Dây đề mi dài luôn nha cả nhà. Đó, niềng xoay hai chiều, lịch vạn niên. Lịch vạn niên nha. Nè, chỉnh nè. A có nghĩa là buổi sáng. Còn buổi chiều là B B nha cả nhà. Giờ là 6 giờ mấy nè. Đó, chỉnh cũng rất là dễ nha. Rồi. Đây, em có một con đồng hồ Casio. Đó, niềng xoay hai chiều luôn, rất là đẹp. Size to nha cả nhà. Em bán coi nhà là 350 bao ship nha, size 42. 350 nha, có dạ quang luôn. Con kia cũng có dạ quang luôn nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. 350 à. Đây, một em đồng hồ Casio hai má size 40 ngang. Đó, đèn nè, có dạ quang nè, chuông nè. Đó, rồi, em bán cả nhà là 330 bao ship nha. Dây nè, dây bao dài luôn. Đó. 330 bao ship nha cả nhà. Chạy hai máy hai kim và ô điện tử nè, lưu danh bạ nè, giờ thế giới nè, có báo thức lặp lại và báo tiếng luôn, đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao, đó đầy đủ chức năng luôn nha. Rồi lên cả nhà một con đồng hồ Casio nè, đó, chuông nè, 280 bao ship nha cả nhà, đèn nè, đó, A158W đó rất là đẹp luôn, đẹp len ken luôn nha. 280 rồi cả nhà ơi. Rồi, một em đồng hồ Casio Baby G. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha. Đây, đó, cá heo nha. Sale luôn 280 bao ship nha. Con này sản xuất tại Nhật nha cả nhà, Nhật nè. Rồi, em này Citizen vàng chưa lên tay luôn, đảm bảo là chưa lên tay luôn, chưa có dấu hiệu đeo luôn. Kính thì vát cạnh kim cương nha cả nhà, sale luôn 530 bao ship nha, lời đúng 50 ngàn luôn. Đó, size là 34 chưa núm nè, càng là 40 new luôn nha cả nhà, con này là chưa lên tay luôn, sale luôn 530 bao ship nha. Đó, nguyên rin Citizen nha. Dây rút nha cả nhà. Kính thì vát cạnh kim cương dày luôn nha cả nhà, chứ không phải mỏng nha. Đó, có dạ quang rồi, có ba kim rồi, cọc số mạ vàng hết luôn. Đó, có 530 bao ship thôi mà vô. Rồi, một em đồng hồ Casio, con này là đèn tự động nha. Rồi, lịch vạn niên là gì? Có nghĩa là đây. Đó, có khách thắc mắc hỏi tại sao mà lịch vạn niên. Rồi, ok. Đây cả nhà. Lịch vạn niên nè, chúng ta có 3 kim AM PM, có nghĩa là giờ là 6 giờ 40 chiều chiều. Rồi. Ngày 29 tháng 9 là cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đúng không? 29 tháng 9 năm 2 2. Rồi, đó nó lưu lại trong bộ nhớ này là tự động qua lịch qua ngày luôn. Đó, 29 qua 1, 30 qua 1 gì đó. Đó, đèn tự động, chuông báo thức. Đó, đèn tự động nè cả nhà. Có dạ quang luôn nha. Đây, cảm biến ánh sáng nó ở đây. Giơ tay lên là sáng nha. Đó, thấy không? Tại giờ đang sáng. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Titan size đo ngang này là 39 nha cả nhà. Đó, full titan luôn, dây đủ tay 18 nha. Đẹp len ken. Có báo thức luôn nha, báo thức là on off nè, có chỉnh giờ bằng điện thoại luôn luôn nha. Đó, 850 bao ship nha cả nhà. Rồi, trước mắt thì em lên như đây trước đi, em vẫn còn bán dây thép không rỉ nè cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, 330 bao ship kèm tuôn nha, kèm tua vít luôn. Con này trước giờ em bán cũng rất là nhiều và chạy hàng nha, tại vì đeo rất là sướng luôn. Nè, có khóa bảo vệ, có khóa bấm nè. Đó, xịn sò nha, dây nè gồm 5 khứa ráp lại với nhau, rất là đẹp, có lỗ khoáng khí nè.
đó, khoát ra tạo cảm giác không có chật chội đó nha. Nè, ví dụ em đeo giày đi, là nó không có ôm tay quá thì em đeo giày đi đó nè, ở nhà thấy không, ôm tay sát vô luôn rất là sướng, mỗi bên có bốn mắt kháo ra đó, mình dùng tua bít rồi là tổng cộng 330 bao ship nha cả nhà đó, đầu 20, đầu 20 nha, bao dài luôn, 330 bao ship rồi. Em hết hết video ngày hôm nay nha, rồi em mời cả nhà.